Chào các bác đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Máy giặt Samsung được rất nhiều khách hàng quan tâm và lựa chọn, đặc biệt là những cái dòng máy giặt Samsung cửa đứng. Thì với máy giặt Samsung cửa đứng thì nó dễ dàng trong cái quá trình mà các bác sử dụng cũng như thao tác, đặc biệt là các gia đình lớn tuổi. Mẫu máy giặt Samsung hiện nay được khá nhiều khách hàng lựa chọn với mã sản phẩm VKA14CG5886BVSV. Thì với mẫu máy giặt này, bên em cũng đã trưng bày sẵn tại siêu thị rồi. Hàng sản xuất sẽ là hàng sản xuất tại Thái Lan, với khối lượng giặt cho các bác sẽ là 14 cân, thiết kế cửa trên. Cách sử dụng của mẫu máy giặt như thế nào thì mời các bác hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Bảng điều khiển của sản phẩm thì sẽ nằm ngay ở trên thân máy, như các bác có thể nhìn thấy ạ. Và bảng điều khiển thì sẽ là nút bấm, dễ dàng thao tác và dễ dàng sử dụng. Đặc biệt dòng máy giặt này sử dụng đầy đủ các công năng cho các bác như công nghệ Eco Bubble giúp tạo bọt xà phòng, giúp thẩm thấu nhanh hơn vào sợi vải. Đây là nút nguồn này, đây là chương trình các bác chọn này, đây là bắt đầu này, đây là các chương trình này, các chế độ này, đó, và các tính năng bổ sung ở bên này. Đầu tiên các bác có thể bật nguồn lên, đó, như này là các bác đã bật nguồn rồi. Chương trình thì các bác có thể tùy chọn đồ thường này, giặt nhanh, giặt siêu sạch, đồ mỏng nhẹ, giặt hơi nước, ga rửa, vệ sinh lồng vặt, hoặc là các bác chọn xả riêng hoặc là vắt riêng. Tức là gì? Tức là tùy thuộc vào cái chất liệu quần áo và tùy thuộc vào cái nhu cầu mà các bác có thể lựa chọn. Ở đây thì sẽ là xả này, vắt này, xả ngâm này, xả này và vắt này. Thì cái này các bác có thể tùy chỉnh được thời gian này, hoặc là các bác có thể chọn tính năng tự động vắt khô. Đó, trong vòng 15 phút hoặc 30 phút với chương trình giặt hơi nước. Mực nước các bác có thể tùy chỉnh này, tùy chỉnh từ 1 cho đến 4. Bên này thì sẽ là chương trình giặt này, bên này thì sẽ chương trình là xả này. Các bác có thể tùy chọn xả đến 5 lần này. Đây là vắt này. Vắt thì các bác có thể tùy chọn tốc độ này. Còn đây là các tính năng bổ sung. Các tính năng bổ sung này thì các bác có thể chọn tạo bọt xà phòng bằng cách giữ 3 giây. Nhưng cái chương trình giặt hơi nước này nó sẽ không đáp ứng cái chương trình tạo bọt xà phòng này. Các bác lưu ý nhé. Khi các bác không giữ 3 giây mà nó kêu như này thì tức là cái chương trình giặt hơi nước này nó đã là một chương trình không có tạo bọt xà phòng, tức là các bác không thể thêm cái chương trình này vào được nữa. Đây, hoặc là giặt cái siêu tốc này, hẹn giờ thì được này. Đó, các bác hẹn giờ này, điều khiển thông minh. Điều khiển thông minh này tức là gì? Tức là khi mà các bác kết nối và tải app SmartThings ấy thì các bác sẽ kết nối máy giặt và cái app đó để các bác có thể điều chỉnh. Đây, các bác để nhìn nhá, chương trình giặt nhanh chẳng hạn, giặt siêu sạch chỉ có thể hẹn được giờ kết thúc thôi, đúng không ạ? Đồ mỏng nhẹ thì dùng khi nào? Khi các bác giặt đồ, ví dụ như đồ cô tông này, đồ lụa này, hoặc là những quần áo cho em bé thì các bác để chọn đồ mỏng nhẹ. Giặt hơi nước tức là giặt nước nóng đấy ạ. Ga giường, chương trình giặt tiết kiệm nước này, chương trình xả hoặc là vắt này, vệ sinh lồng giặt này, và các chương trình khác. Đồ thường các bác có thể thấy ạ, các bác có thể chọn tạo bọt xà phòng này. Thời đây là thời gian hiển thị giặt này, có thể chọn giặt kỹ siêu tốc này, có thể chọn hẹn giờ kết thúc. Tức là gì? Tức là một cái chương trình các bác có thể chọn đồng thời hẹn giờ kết thúc hoặc tạo bọt xà phòng, giặt kỹ siêu tốc hoặc là hẹn giờ kết thúc, chứ các bác không thể chọn được cả tất cả, đúng không ạ? Đây, khi một cái chữ AB này tức là máy nó đang sẽ tìm để kết nối các bác nhé. Thì đây là một cái mẫu máy giặt mà em thấy là nó khá là dễ dàng sử dụng cho gia đình nhà mình. Bác nào đang có nhu cầu về mua máy giặt cho ông bà thì đây sẽ là một cái dòng cái máy giặt mà dễ dùng nhất và thao tác dễ. Đó thì các bác chỉ cần ấn vào bắt đầu thôi là máy sẽ chạy rồi. Các bác cần tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm, các bác có thể để lại bình luận cho Ecomart hoặc liên hệ trực tiếp hotline bán hàng với số điện thoại là 0974 178586 nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.